Xin chào quý vị và các bạn. Không khí ấm áp của mùa xuân đã tràn về. Và mỗi lần đến với hợp tác xã thì chúng ta được tham quan, thưởng lãm những tác phẩm đẹp và được sống ở trong cái không khí ấm áp, cũng là chuẩn bị cho đón Tết. Thì hợp tác xã cũng đã trang trí khu vườn rất là đẹp. Nếu có dịp thì quý vị các bạn ghé thăm, xem cây và uống những cốc nước trà, tận hưởng không khí của mùa xuân. Quý vị các bạn xem qua khu trưng bày cây nhé. Cách sắp xếp rất là đẹp mắt. Đến đây thì ta có cảm giác rất là ấm cúng, được sống trong không khí của mùa xuân với những cây rất là đẹp. Quý vị các bạn đến đây chắc chắn sẽ có những sản phẩm phù hợp với mình để trang trí cho ngôi nhà. Đây là anh Trần Hiệp. Vâng, xin chào anh em và bà con nhé. Cũng như thường lệ, hôm nay Trần Hiệp lại cùng được giao lưu với các bác trên khắp miền Tổ quốc và rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ giúp đỡ của các bác. Những sản phẩm đầu tiên giới thiệu là những cây hồng ngọc mai nhé. Hiện nay một số cây cũng đang ra hoa này. Đấy, các bạn xem nhé. Những cây hồng ngọc mai cũng chỉ một chơi. Đấy, các bạn xem. Mình sẽ đếm cho các bạn đống này xem bao nhiêu cây nhanh hơn nhé. Cây số 10 này, cây số 4 này, cây số 8 này, cây số 6 này. Để xem cây này cây số mấy. Cây số 7 này và cây số 9 này. Đây toàn là những cây hồng ngọc mai để bàn trà rất đẹp. Nó mang đậm rất nhiều nét văn hóa của những các cụ ngày xưa. Cây này mà có mà chơi Tết thì cũng rất là tuyệt vời. Ôi, có cây này. Hoa này. Rồi thơm nức người như thế này. Mùi hoa gì mà thơm thế như này. Thơm rất là thích, mát mát nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi cũng giới thiệu luôn để cho anh em đỡ nóng lòng này. 500k bao ship toàn quốc. Cứ đánh từng cây một để cho các bác ngắm. Lô này là đồng giá 500.000 nhé. 500k một cân. Thì bạn các bạn xem từ cây số 4 trước đi. Con số đi. Cây số 4 này. Chậu đẹp nhé. Vanh cái này. Các bác xem. Đó. Một gang nắm chặt nhé. 500k. Tiền chậu rồi tiền ship đã mất mấy trăm nghìn rồi nhé. Đó. Thì các bạn thấy hấp dẫn chưa? Những cây hồng bạc mai cực kỳ đẹp như này. Giá rất là hấp dẫn. Có cây này mà để bàn trà chơi Tết thì rất là tuyệt vời. Cây số 4 nhé. Và cây số 6 này. Cây làm đẹp rồi nhé. Chỉ phải chơi này. Nụ này. Đó. Cây số 7 này. Cây số 7 nhé. Cứ quay ra thứ tự. Mỗi cây thì vanh gốc. Các bạn xem này. Này một gang nắm chặt không hết nhé. Đó. Kích thước khá lớn. Hồng ngọc mai thì nó cực kỳ chậm lớn luôn. Để có được cây này thì mất cũng rất là nhiều năm. Gốc rễ đẹp như này. Cây số 8 này. Chậu rất là đẹp. Nếu bao ship đi xa thì cây này cũng phải mất tới 200-300 nghìn rồi. Quá nhá. So với giá thị trường thì tôi thấy cái giá này quá là hấp dẫn luôn. Giá rẻ giật mình luôn. Gốc các cây thì nó cũng ngang bằng nhau. Cây số 9 này. Cây này thì dáng siêu. Mỗi cây thì có dáng vẻ khác nhau một chút. Nếu quý vị các bạn cảm thấy yêu mến thì làm luôn cả cái lâu này thì chắc chắn giá nó sẽ hấp dẫn hơn. Cây số 10 này. Gốc dễ như nhau nhé. Kích thước nó cũng ngang bằng nhau. 10-19. Chỗ này thì có lô linh sam này, to có, nhỏ có này. Những cây nhỏ thì nó cũng kích thước ngang bằng nhau. Cây đầu tiên là cây số 0 nhé. Chân đế đẹp. Đó, cây này là cây thuần chậu lâu năm rồi. Bịn rồi. Cây 500k anh em này, bịn quân là 500k một cây, cây số 0 này. Cây số 1 này. Cây này cũng 500 nghìn này. 500 nghìn nhé. Chân đế trải kín cái mặt chậu này. Cây số 2 này. Cây số 2 cũng 500. 500 nghìn này. Cây số 3 này. Cây này cũng 500 à? Cũng 500k tất. Lô linh sam hoàn khảo đồng giá 500 nghìn nhé.
Cây số 4 này, các cây đều là cây mịn, chân đế đẹp, chân đế nhé, 500.000. Cây số 6 này, chân đế đẹp nhé. Cái lô này là lô đồng giá 500.000 nhé. Thế còn có hai cây nó kích thước nó to hơn, cũng là cây mịn rồi. Hai cây này thì cũng báo anh em 1 triệu một cây. 1 triệu một cây. À. Chân đế đẹp nhé. Vành gốc nó khoảng bao nhiêu? Cây này cây tầm trung rồi, 1 triệu một cây. Trung vành gốc đến 20. 20 vành 20. 20. Đó. Vành cũng khá lớn nhé. Tán mịn rồi nhé. Cũng làm rất lâu mới được bộ tán mịn như này. Triệu cần bao ship. Vâng. Nhé. Tất cả cây của hợp tác xã đều bao ship. Cây này cũng 1 triệu. Trần đế đẹp nha, cảnh quá đẹp luôn. Giá cũ là phải làm nhé. Hợp tác xã coi ưu ái trong cái mùa xuân về nhé. Các bác nhanh tay chốt, có cây chơi nhé. Cứ lên giá mặt gạo mịn như này, trần đế đẹp, giá chỉ có 1 triệu, bao ship. Thì các bạn xem tiếp những cây bông trang. Bông trang thì cây này cũng chỉ được chơi, tán đẹp rồi nhé. Trần đế này, đó. Chân đế nhìn kỹ đấy, nó chảy được đấy chứ. Màu hoa này, còn một chút này. Lô này chất là có 5 cây luôn nhé. 5 cây. Giá cũng đổ đồng là 500 một cây. Đồng giá 500 nhé. Cây tiếp theo nhé. Đo đại diện cái này. Hoành là 12. Cao 34. Tàn 45. Giá 500k một cây. Chân đế đẹp nhé. Để nó chảy nhé. Bông tán ổn rồi chỉ phải chơi. Cây tiếp theo nhé, 500.000. 500.000 một cây bông trang cũng tương đối già. Chân đế đẹp. Quá đẹp, bác Khánh luôn. Cái này là lúc này nở hoa. Chơi được quá tuyệt vời. Cây tiếp theo nhé. 5 cây này đều có chân đế đẹp nhé. Để ý cây nào cũng chân đế cũng đẹp. Nhìn đẹp nhé. Cây tiếp theo này, màu hoa này, các bạn xem nhé, chân đế đẹp nhé. Thần cũng gai sần đấy nhé, tương đối già. Năm cây bông trang, đồng giá 500.000. 500k một cây. Chúc nha, bốn khóm. Bốn khóm. Mỗi khóm 3 cây. Đây, đo chiều cao cho anh em này. Chiều cao được 70 từ mặt chậu lên. Có 4 khóm, từ số 1 cho đến số 4. Giá bình quân là 1 triệu rưỡi một khóm. 1 triệu rưỡi một khóm. Bao ship cho anh em này. Đấy, chậu đẹp nha. Chậu thứ 2 này. Các chậu thì nó cũng như nhau. Mỗi chậu 1 khóm là 3 cây. Thì các bạn xem luôn hai khóm bên kia nhé. Cứ mỗi khóm này là 3 cây này. Khóm thứ tư này, 3 cây nhé, 1,5 triệu một khóm. Các bạn xem một cái cây nó rất là lạ nhé. À, có quả này, lá cũng rất là lạ nhé. Đó. Đây giới thiệu với anh em, đây là đợt này mình có 3 cây cần thăng ghép quất này. Đó. Giá thì giao lưu với anh em là bằng 1,5 triệu một cây. Nếu mà không nói thì không ai biết là cây gì. Cái cây cần thăng cũng rất là già rồi nhé. Lại có quả quất như này. Đó. Mà cái lá của nó cũng rất đặc biệt nhé. Lá dày cứng đẹp nhé. Đo cho anh em cái củ đây nhé anh nhé. Cái củ này. Củ được 30 năm này. Cao 50 này. Giá 1,5 triệu này. Các bác mà nào thích những cái đồ độc lạ mà không ai có thì chơi đồ này nhé. Cây tiếp theo này. Tiếp theo này. Đồng giá 1,5 triệu một cây. Hoành là 14. Cao 30, giá 1,5 triệu. Đấy, có quả nha. Lá rất là đẹp. Cây tiếp theo nhé. Củ cần thăng này, hoành 33 này. Cao 40 này, giá 1,5 triệu. Cái xi này.
đường thân chuyển như thân của con lăng. Long thăng đấy. Cao là 60. Tàn là 50. Đây này giao lưu với anh em là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi cái xin này thôi nhá. Đấy, chậu cũng mấy trăm nghìn rồi. Là cần bao ship. Đấy, một cái xi nó chỉ vào chơi này. Mà bút các bác xem nhá. Đó, mà bút. Bông tán đổ chỉ vào chơi. Giá rất là hấp dẫn rồi. Lộc vừng nhá. Đấy, các bạn xem chiều kia là xuôi sáng này. Nhìn rõ hơn. Cây này hoành được 30. Cao 40. Tàn 60. Cây giao lưu với anh em là 3 triệu. 3 triệu cây này nhé. Cây này là cây thần chậu lâu. Và nó cũng có cái nét rất là độc đáo. Xem cái đường chuyển nó. Chậu đẹp nhé. Quý vị và các bạn vừa tham quan hợp tác xã trong không khí ấm áp của mùa xuân. Nếu có dịp thì quý vị các bạn ghé thăm và thưởng lãm. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.